cả nhà của Dân chuẩn bị đi lên trên Cannes để coi cái festival đề Cannes đó, trốn mấy đứa con đi chơi mọi người ơi. Bây giờ thì mọi người theo chân Vân với lại Nô đi lên trên Cannes coi cái lễ cái festival đề Cannes như thế nào nha. Poster ở đây. Tụi Hàn Quốc hồi năm ngoái nó đi phim nó có, nhưng mà Việt Nam năm nay có phim nó dự nữa nhưng mà không thấy cái poster. Không có thấy poster. Cái chỗ thảm đỏ nó cũng không thấy thay đổi gì nhiều ha. Cái thảm đỏ nó cũng vậy, nó cũng không có thay đổi gì hết trơn. Ở đây tại chỗ Dân thì giống nhà Dân gần quá, mọi người năm nào Dân cũng đi. Dân thấy sống đi ta cũng đi nhưng mà giống như là không háo hức như vậy. Có gì kiều về đi chứ Dân Việt Nam ta đâu đi chứ, ta cũng đi chứ. Thì đây nè, ở đây mình ở đây nè, mình đi nè. Để đi cho đi vậy thôi. Quen quá. Dạ hả, Nô ở đây từ nhỏ tới lớn đi. Đi riết mòn luôn rồi. Dân ở bên đây mười mấy năm nhưng cũng đi riết mòn mọi người, mà giờ ở 10 năm nữa nó cũng y chang vậy. Cái không khí bên này nó dễ chịu hơn. Cái đường đi bộ nó rộng hơn, nó dễ đi hơn. Chợ trời mọi người. Hôm nay nó mở một cái chợ trời nhỏ nhỏ ở đây nè mọi người. Vô đây bán trái cây, chợ trời bán cá với bán trái cây. Giống cái chợ trời ở trên kia nó dời xuống đây quá nè. Cái chỗ chợ hôm bữa đó mình đi á, ngay chỗ Cannes mà ngay chỗ kia bên cái khúc bên kia đó nó dời qua đây bán nè.
ba cái đùi của Hà là con này đùi gì đây, đùi dăm bông gì đó. Bên Việt Nam bán mắc chứ bên này bán à, 300 mấy ơ. Một cái đùi vậy là có 300 mấy ơ hả? Dầu ừ đó, chở có chút vậy đó. Dần vô cái nhà hàng đây ăn mọi người. Đặt đồ sẵn. Tiệm dễ thương ha. Hồi đó có chụp hình rồi. Nhưng mà làm ăn không được gì. Trời ơi, dân đi ăn, đi chơi ở trong cái nói chung là một ngày làm relax, quay cho mọi người xem cái festival Đề Can. Rồi bây giờ thì mình đi, chuẩn bị đi về. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp ở những video tiếp theo nha.